Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Túc Crypto. Tiếp theo ở cái video này thì Túc cập nhật cũng như là update lại anh em cái dự án Dogex.S anh em nha. Một cái dự án FOMO cực kỳ là mạnh trong 2 ngày hôm nay. Chỉ có 2 ngày mà nó đạt tới hàng triệu user tham gia. Thì có kèo tham gia nó cũng khá đơn giản thôi. Đấy, chúng ta sẽ kích vào đường link phần mô tả và chúng ta check cái độ tuổi Telegram của mọi người. Nếu mọi người Telegram hoạt động lâu năm thì chúng ta sẽ được nhiều, và hoạt động ít năm thì chúng ta sẽ được ít cái đồng Dog này. Thì theo thông tin mình nắm bắt đấy, thì con quả kèo này này thì đây, con quả kèo này này thì nó được nhiều các sàn lớn, ví dụ như Gate đúng không ạ, Lbank này và XD hay là Bitget, nó FOMO cũng như là nó đồng giá chuẩn bị cho liêm yết khi mà nó ra token thì nó cho được cho anh em cái này, nó cho liêm yết đấy, được chưa? Đấy, đại loại như thế. Thì con này có khả năng, đây theo cái quan điểm cá nhân của mình nhá, có khả năng là nó sẽ lead trên Binance, anh em có thể thấy không ạ, được chưa? Vì lượng cộng đồng khá đông và mới ra 2 ngày mà anh em tưởng tượng lên mà lên tới hàng triệu user thì anh em biết độ khủng như nào, được chưa? Đấy, còn nếu mà anh em chưa tham gia thì tham gia ngay cho mình quả kèo Dogecat và cũng như là quả kèo vừa ra, là quả kèo mình vừa chia sẻ với anh em là quả kèo Baybin nhá, được chưa? Ba quả kèo chúng ta sẽ là check cái tuổi Telegram của anh em và chúng ta nhận coi thôi, được chưa? Đấy, trước tiên thì con Dog này anh em có thể thấy trên Lbank này đấy, Dogex sẽ sớm được limit trên Lbank đấy, cái gửi người Lbank sẽ được limit, Lbank vui lòng tham khảo tại đây nha. Con này và nếu mà nói tiếng đây về Dog cái này, đồng xu meme đây cảm hứng từ chính chủ linh vật Duro yêu thích trên Spotty. Spotty là ai? Spotty là logo không chính thức về linh vật của VK được tạo lên bởi Bove Duro. Ông đã vẽ chú chó biểu tượng này trong một cuộc đấu giá từ thiện để hỗ trợ chạy trẻ mồ côi, và chẳng bao giờ lâu xa Spotty đã trở thành nên biểu tượng của anh em có thể đọc này, vì các thông tin của nó thì khá là ok nhá. Đấy thì mình ở cái video này mình muốn gửi tới anh em như thế. Đấy, anh em nào tham gia cho mình thì quả kèo cũng chẳng làm gì, nói chung cũng chẳng phải làm gì đâu, anh em việc vào check thôi. Anh em có thể thấy này, con cát này này tương tự như thế thôi nha. Đấy, và con Dog này anh em có thể thấy không ạ, ở trên Twitter FOMO mạnh lắm anh em ạ, anh em chưa tưởng tượng đâu. Anh có thể kích vào này. Đấy đấy thì nó ra giao diện này khá là thơm đúng không ạ. Đương nhiên của mình đứng lắm, mình được với 8.700 cái đồng Dogex thôi. Đấy, không biết là có cơm cháo đây, nhưng mà mình nghĩ chắc là nó sẽ bùng nổ trong ngày 1 ngày 2 thôi, vì con này thì nó FOMO mạnh lắm. Rồi, nếu mà anh em nó chưa tham gia kèo này thì anh em nhanh chóng tham gia nhá. Ba của kèo này mình có để dưới phần mô tả để anh em tham gia nhá. Đấy, ở video mình cập nhật cho anh em, muốn gửi gắm cho anh em để anh em làm thôi, được chưa? Đấy, đỡ, nói chung là ba của kèo này không phải mất thời gian anh em một chút nữa đâu. Đâu đó tầm 1-2 phút thôi. Đấy, mình muốn gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo nha.